Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Chuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em mới về được ít vang cơ của Zia, mã là KM5FX các bác nhé. Thì với đặc biệt của con vang này là em thấy nó có hai cái điểm đặc biệt. Thứ nhất là nó có reverb các bác này. Một là nó có reverb, thứ hai nữa là nó có 8 chế độ chỉnh tự động echo các bác nhé. Đây thì em có thể quay gần cho các bác, ví dụ như các bác về chế độ 1. Đó, thì nó là delay này, 2 là room này. Đó, 3 là echo này, 4 là hell này. Mà 4 là reverb này. Đó, 5 là echo cộng reverb này. Đó, 6 là reverb cộng zoom các bác nhá. Đó, 7 là sitter delay này. 8 là hell này. Đó. Thì mỗi một chế độ nó sẽ có một cái chức năng echo khác nhau, để cho một cái tiếng ra khác nhau để phù hợp cho các bác sử dụng những cái mục đích khác nhau các bác nhá. Đó, ví dụ là có các bác có thể sử dụng cho hoạt động ngoài trời, hoặc là phòng hát karaoke gia đình, hoặc là phòng họp. Đó thì nó rất là phù hợp cho tất cả những cái mục đích của các bác. Đó thì là nhà sản xuất người ta đã cho chúng ta là 8 chế độ echo để chúng ta có thể tùy chỉnh. Thì cái đặc biệt nó hay là cái con vang này nó rất là chuyên nghiệp, bởi vì nó reverb, nó giúp các bác có thể là chạy đám dành cho các cái ca sĩ ấy. Thường các ca sĩ người ta rất là thích sử dụng cái reverb để người ta hát. Người ta không thích echo nhiều đâu, mà người ta thích reverb. Đó thì khi mà các bác sử dụng này làm cho sự kiện, đó, làm cho sự kiện thì rất là phù hợp cho các bác làm sự kiện hoặc là làm đám cưới nhá các bác nhá. Đó thì nó rất là hay. Và tất cả các cái chỉnh ở đây thì chúng ta đều ví dụ là chỉnh delay, repeat hoặc reverb thì là chúng ta đều phải chỉnh một tu vít hai cạnh các bác nhá. Đó, và nó có mũi tên này để giúp chúng ta có định hướng được là chúng ta đang chỉnh nó tới mức nào. Đó. Thì đằng sau này á, đằng trước này thì nó có hai đường mic vào. Đó, hai đường mic 1, mic 2, đây là mic input này các bác này. Đó. Thì các bác có thể tùy chỉnh mic ở đây, khóa tỉnh to nhỏ mic ở đây nhé các bác nhá. Đây là to nhỏ để khóa. Còn bên này thì là chỉnh giải của mic này. Đó, nó có Excel này, bass này, mid, treble và bass này. Đó, thì các bác có thể tùy chỉnh ở đây. Đó, nó như là một cái con vang số luôn, đúng không ạ? Nó kiểu như là vang cơ liền số đấy các bác. Đó, vang cơ nai số đó. Thì đây là các bác có thể chỉnh đều có giải tần của các bác này. Đó, đúng không ạ? Thì còn bên này là chúng ta có là chỉnh giải của nhạc các bác nhá. Đó, music EQ là có bass, mid, treble và bass các bác nhá. Đó. Thì con này nó chỉ có hai đường vào, duy nhất là đường AUX1 và AUX2 thì các bác. Đó, AUX1 và AUX2 để các bác có thể là chọn cổng vào các bác. Đó. Thế nên là chúng ta có nút theo nút music never này. Đấy, to nhỏ mic ở nhạc ở đây này. Đó. Mic ở never ở đây là to nhỏ mic ở đây này. Đó. Và bên này là chúng ta có effect to nhỏ effect bên này. Đó, thì khi mà các bác chỉnh xong, ví dụ chỉnh xong phần effect này thì các bác có thể vặn to nhỏ effect lên. Đó, và thường thì các cái con vang khác ấy nó không có reverb thì nó sẽ hiện chữ echo never. Nhưng những cái con vang nào có reverb thì nó sẽ hiện là effect never các bác nhé. Đó, thế là nhiều bác không biết thì là cứ hỏi là tại sao có con là nó ghi là effect, có con thì nó ghi là echo. Thì nó khác nhau ở chỗ là effect thì nó sẽ có reverb, còn echo nó sẽ không có reverb nha các bác nhé. Đó. Thì đó là về mấy cái cơ bản về mặt đằng trước. Còn mặt đằng sau thì sao? Em sẽ giới thiệu với các bác mặt đằng sau. Đây các bác có thể thấy mặt đằng sau này. Đó. Thì là các bác có thấy là từ bên trái màn hình các bác qua thì là nó sẽ là music AUX1 và AUX2, đây là hai đường vào nhạc các bác nhé. Đó, và đây là các bác đã chỉnh giải sub vào đây này. Đó, giải sub các bác cắm vào dây 6 ly đây nhé. Nó các con vang khác thì nó sẽ có ba lỗ canon, thế nhưng mà riêng con này thì nó lại là lỗ 6 ly để các bác có thể cắm sub nhé. Đó, nó cắt sub riêng cho bác. Đó, rất là xịn sò đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Còn đây là đường ra từ con này, từ con vang cơ này tới ấn đẩy. Đó, vì em đang đánh đẩy. Đó, thì các bác phải cắm dây canon vào đây để đánh ra đẩy ngó nhá. Đó, thì còn đây bên này thì là chúng ta có feedback này ngó nhá. Khi mà các bác chỉnh feedback thì các bác ấn vào đây, nhấn vào đây
đó, on off này các bác này, nó on off, nhấn vào và nhả ra, nhả ra là tắt và ấn vào là nằm mở đấy các bác nhé. Đó, đây là feedback là giúp chúng ta chống hú nhé. Và đây là chúng ta có mic 1, mic 2, mic 3, chúng ta có thể cắm vào đây các bác nhé. Đó, và con này nó có kính center out này. Đấy, phía sau này là bass và center là đều các bác là cắm, đều là cắm rất 6 ly nhé. Đó, và đây các bác có thể chỉnh bass, chest và to nhỏ của cái center này ở đây các bác này. Đó, center rất là hay. Đấy, còn đây là phím nguồn vào. Đó, ở đây chính là phím nguồn vào. Và em vừa em đang test cho các bác qua một cái đoạn nhạc của con vang này. Và con vang này trọng lượng khá là nặng nhé. Nó nặng hơn con B3 và nặng hơn con AV FX10 các bác. Nó nặng hơn rất là nhiều, con này khá là nặng. Đó, thì là đây là tổng thể về con vang này. Đó, thì cái con vang này thì em thấy đặc điểm của nó là các bác sử dụng cho hội nghị hoặc là đám cưới rất là phù hợp cho các bác, là nó có thêm chức năng reverb, nó hát cực kỳ hay luôn. Đó, và các bác hát ở gia đình mà các bác hát hay, các bác nên mua những con như thế này, nên mua những con như thế này, tiếng reverb rất là hay nhé các bác nhá. Đó, và cái con KM5FX này đang bán rất là chạy ở bên em. Đó, thì hiện tại thì em vừa về được chục con. Đó, các bác có quan tâm thì cứ để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại thì nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác, hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được nhân viên bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.